Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Sáng hôm nay con test cái bộ mic. Đây là cái bộ mic đeo tai để cho tất cả các bác các chú nói dẫn chương trình hát và có thể là cúng để đi làm đám hờ đám tờ. Đây con test như thế này, đây con test đủ kiểu âm thanh nó như thế này. Đây là một cái lò kéo, con test vào một cái lò tích điện của con rất là nhỏ bé. Cái lò này của con là khoảng tầm 30-40 cho tất cả các bác các chú được thấy. Trong ngày hôm nay thì tất cả các bác các chú nào mà cần cái bộ đeo tai như thế này thì cứ ai biết rờ cho con. Alo 1 2 3, đây là con đéo echo này, con đéo echo tiếng mọc này, to nhỏ này, to nhỏ à. Và echo này 1 2 3 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo 1 2 3 4. Alo. À, và cái bộ này là nó có nút tạm dừng âm rồi cái mic nói hát của mình luôn, nghĩa là mình ấn một cái là nó không có kết nối vô máy được. Mình muốn nói chuyện riêng tư, mình nói gì mình nói cho tất cả các bác các chú, và điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ trên cái mic nói hát của mình luôn, rất là tiện, không cần phải điều chỉnh âm thanh loa tổng này. Loa tổng thì các bác các chú để tầm khoảng nền 60 đồng, âm lượng 60, và canh chỉnh bass drop một lần rồi bắt đầu là mình lại mình điều khiển toàn bộ trên cái mic hát nói. Mình có thể là mình ca, mình hát, mình nói, có thể mình đi cúng, mình đi làm đám hờ đám tờ, mình ca, mình tụng, mình làm thoải mái, mình tạm dừng âm đây này, tạm dừng âm trên mic này. Alo đấy, đây là con đã bấm cái nút tạm dừng âm rồi đấy, nhưng tất cả các bác các chú tạm dừng âm bây giờ có này. Alo tạm dừng, nhấn một cái là tạm dừng, là mình nói những riêng tư, nó không có vô mấy giờ muốn vô mấy đây. Alo, và to nhỏ âm lượng trên đây. Mình cảm thấy cái giọng mình yếu thì mình bật lên, và cái giọng mình to thì mình giảm nhỏ lại, không cần lại mấy tổng. À, sáng hôm nay là còn lên cái clip này để test cho tất cả các cô các chú một lần nữa được thấy cái bộ mic này. Bộ mic này các cô các chú là sạc khoảng tầm 20 phút, có dây sạc kèm theo cho tất cả các cô các chú luôn, các bác luôn, là dây sạc này. Dây sạc kịp theo và mình sạc 20 phút thì mình sử dụng cả ngày, 6-7 giờ sáng tới đêm 7 giờ chiều, sử dụng cả ngày, và khoảng cách không gian dao động đó là từ đêm 10m, 70m, gần 100m, rất là thoải mái, là mình đi, mình đứng, mình dẫn chương trình, rồi mình đứng đâu có thể là mình nhễ, mình nhót, rồi có thể mình làm hộ tang này, đám hờ, đám tờ này, dẫn chương trình này, các cái tiệc tùng này, hát sân khấu là hát bầu, hát tuồng, hát chèo, hát cải lương, hát sân khấu này, là diễn kịch rất là tiện lợi, là mình đi, mình đứng, mình múa, mình mé rồi đủ kiểu, không sao hết. Đây các bác cứ quay thoải mái, không có bao giờ không có cái tiếng mà ù hú đột ra. Đây cái loa tầm con này là khoảng cách như thế này, nhưng mà không, tại cái bộ con lép ráp là chống hú này, chống ồn kháng rất tốt, điều chỉnh âm lượng trên mic nói hát của mình, tạm dừng âm trên mic nói hát của mình. Đấy, một lần nữa là con chia sẻ ngày hôm nay, và nó chỉ có một cái bộ xém là mình kém vô lò kéo, thì mình kém vô âm ly mê tổng, kém vô mic sườn, với trong cái chỗ có lỗ là mình kém, là nó vô là bật nguồn này, bật nguồn kết nấu, khi hết điện mình sạc mình xài cả nghề rất tiện. À, các bác anh chú không, và đây là bộ kèn bác cổ, kèn ai, kèn thấu, đám hờ đám tờ của con nè, dạng
thánh này, thánh kèn, dẹp kèn này, đấy, đâu không? Các bác đồng nghiệp này cần những cái món này, ai biết rửa cho con. Và đây là cái kèn yếm ngày hôm nay, đây là kèn yếm, đủ loại kèn, bác muốn kèn nào có kèn đấy. Đây, và con có hai cái bộ này đây. Bộ đây là một bộ thanh âm, thanh tiếng cho đường, cho hát ba nút chỉnh, và bộ biến 4 đường mic 1 thành 4 tự động lạc âm, trong 4 trong 1 cực kỳ là tốt, đấy, bộ này. Con có đủ hết tất cả ngày hôm nay các bác. Các chú cứ cần cái ai biết rờ cho con trong ngày hôm nay vài giờ này là tại con test cái bộ mic này rất là tiện, các chị mất gì các bác không sử dụng, có mấy đêm cao quá là đĩ đại 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 đĩ